Ngày 11 tháng 2 năm 2022, Công an đang điều tra xử lý hiện trường vụ lật xe tải tại giao lộ An Dương Vương, đường số 7 thuộc khu vực quận 6 giáp danh với quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 2, một xe tải chạy trên đường số 7 hướng từ đường tên lửa ra đường An Dương Vương. Khi xe ra đến giao lộ đường An Dương Vương, đường số 7, tài xế cho phương tiện rẽ trái thì gặp sự cố lật xe. Tại hiện trường, xe tải bị lật ngang và vào một cột biển báo giao thông trên vỉa hè. Thùng xe hư hỏng, nứt kính chắn gió. Sự cố này khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Nhà xe sau đó điều nhân công đến chuyển toàn bộ hàng hóa trên xe tải gặp nạn sang một phương tiện khác. Đến gần 9 giờ sáng cùng ngày, xe cẩu kéo xe tải gặp nạn đi nơi khác, hiện trường đã được giải quyết xong.